chương 38, Kim Chủ, bao tôi đi. Lưng chừng núi, bốn người Hàn Linh đi sau tổ tiết mục, y -i 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 di chuyển lên trên. Tham gia ghi hình tổng cộng có 8 người, có thể tự do lựa chọn con đường cho mình, mỗi một người chỉ cần hai người ghi hình đi theo là được rồi. Mà đại bộ phận tổ tiết mục đều là đi theo Hạ Huyên. Chị Huyên nói muốn nghỉ ngơi, đạo diễn, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Trợ lý của Hạ Huyên chạy đến trước mặt đạo diễn, thái độ rất kiêu căng nói một tiếng, không đợi đạo diễn nói gì đã chạy lại về bên cạnh Hạ Huyên đạo diễn không còn cách nào khác đành để cho mọi người nghỉ ngơi. Hàn Linh ôm lấy nước đá mà nhân viên công tác đưa cho mình, ưng ực ưng ực uống hai ngụm, không nói gì nhìn Hạ Huyên bị mấy người bận rộn hầu hạ trước sau. Lần này là lần nghỉ ngơi thứ sáu rồi, mới trèo lên được một nửa, đợi lên đến nơi thì trời đã tối rồi, sớm biết như thế đã đi cùng với chị Vãn. Ba người khác cảm thấy bị vây ở đây, Phương Cẩn Du cười gian trá. Bây giờ tớ đã biết chị Vãn muốn chúng ta đi cùng với tổ tiết mục rồi là vì cái gì rồi? Vì sao thế? phương cẩn du lắc lắc điện thoại di động dường như đang là một cái hẹn ngầm không cần nói cũng lập tức hiểu được bốn người vây lại một chỗ thắp giọng thảo luận đại bộ phận đều là phương cẩn du và hàn linh nói ngôn trạch và khương minh nghe này mấy người xuống núi mua giúp chị huyên chai nước suối trợ lý của hạ huyên không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh bốn người vênh mặt hất hàm phân phó một câu nhân viên công tác xung quanh lúc này đứng cách đó có vẻ xa Bốn người bọn họ lại đứng gần hơn, tuổi tác trung bình lại là những thiếu nam thiếu nữ chưa đến 20 tuổi, thế nên bị trợ lý của Hạ Huyên. Phương Cẩn Dung ngẩng đầu nhìn trợ lý kia một cái. Tổ tiết mục không phải là có nước sao. Chị Huyên không uống loại nhãn hiệu đó, bảo mấy người đi thì mấy người cứ đi, nói lắm lời thừa thải thế để làm gì. Xin lỗi, chúng tôi không phải là nhân viên công tác của tổ phim. Ngôn Trạch đứng lên, lễ phép cười với trợ lý đó. Chị có thể bảo nhân viên công tác đi mua giúp chị Huyên, chị xem chúng tôi cũng rất mệt trợ lý cao mày nhỉa mai người trẻ nên rèn luyện nhiều một chút chỉ là chạy mấy bước đi mua chai nước mấy người cũng không vui vẻ có còn muốn lăn lộn trọng giới này nữa hay không xử thế với người khác là quan trọng nhất đấy hàn linh kéo ngôn trạch không để cho cô tiếp tục nói nữa xin hỏi chị huyên muốn uống nước khoáng của nhãn hiệu nào bây giờ chúng tôi sẽ đi mua giúp chị huyên như thế mới hiểu quy tắc chứ trợ lý đem tên nhãn hiệu mà Hạ Huyên muốn uống nói cho bọn họ, bảo bọn họ đi mua sau đó dương dương vênh vó bước đi. Hàn Linh, cậu kéo tớ làm cái gì hả? Ngôn Trạch có chút tức giận, nữ nhân đó rõ ràng là đang ức hiếp bọn họ mà. Hạ Huyên là ảnh hậu, sức ảnh hưởng rất lớn, người bên cạnh cô ta tuy rằng làm việc không quá tốt, thế nhưng cậu nhìn cô ta đi, đối với ai cũng dịu dịu dàng dàng. Đến cả đạo diễn cũng bị cô ta dỗ cho vui vẻ vô cùng, chúng ta đến cả dòng nước còn chưa bơi ra được, làm sao có thể đá chọi với đá cùng cô ta tuổi của hàn linh là lớn nhất so với ba người khác cũng có cái nhìn thấu đáo hơn một chút vậy cứ mặc kệ như thế sao phương cẩn du cũng có chút không nhịn được làm sao có thể chứ hàn linh cười cười mọi người quên rồi à ai đang ở trên mắt ba người lập tức sáng lên chị vãn của bọn họ đang ở bên trên hàn linh nói với người của tổ tiết mục một tiếng dẫn theo ngôn trạch xuống núi mua nước vốn dĩ người của tổ tiết mục muốn giúp bọn họ đi mua nhưng hàn linh lại cự tuyệt bộ dạng đáng thương đó lập tức giành được sự yêu thích của mấy nhân viên, đối với Hạ Huyên bên này cũng có chút phê bình kín đáo. Đợi đại bộ phận tổ tiết mục đến vị trí dự tính thì đã sắp tới 6 giờ rồi,